nhà của anh Sơn. Tôi không hiểu nổi hết lời, nhưng thấy quyến rũ và thật nhẹ nhõm mỗi khi nghe. Mỗi khi giận, người ta thường nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, chúng ta phải nghe nhạc của họ trở lại. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức hai ca khúc. Ca khúc Tôi Yêu Đường Tuyệt Vọng và ca khúc Tôi Yêu Em Ngủ, ca tiếng Anh của Duy Trang và Huyền Trang. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Bây giờ đi thẳng vô đi, thẳng vô đi, thấy không?